Nghi vấn máy bay không người lái Ukraina tấn công sân bay Engen 2 của Nga. Hai chiếc máy bay không người lái UAV đã bị bắn rơi trên khu vực sân bay quân sự Engen 2 ở tỉnh Saratov của Nga vào rạng sáng ngày 10 tháng 1. Astra, một kênh truyền thông thân Nga cho biết, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ và rơi xuống khu vực sân bay quân sự Engen 2 vào rạng sáng ngày 10 tháng 1. Thiệt hại về cơ sở tầng của sân bay, máy bay cũng như nhân viên chưa được báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin máy bay không người lái xuất hiện ở Saratov, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busagin tuyên bố các máy bay đều bị bắn hạ, theo ông không có tổn thất về người nào xảy ra. Engan 2 là căn cứ không quân chứa các máy bay ném bom chiến lược của Nga, bao gồm Tu-160 và Tu-95MS. Theo các nguồn tin từ Pravda, căn cứ này đã bị tấn công ít nhất 2 lần. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, truyền thông phương Tây công bố một số bức ảnh vệ tinh và cho biết Nga vẽ bóng của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tại căn cứ không quân Engen 2. Điều này cho thấy quân đội Nga đang cố gắng bảo vệ các máy bay ném bom chiến lược khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tháng 9 năm 2023, quân đội Nga cũng triển khai một chiến lược phòng thủ mới bằng cách sử dụng lốp ô tô để che chắn cho máy bay Su-34 và Tu-95. Những chiếc lốp này được đặt trên thân và cánh, cung cấp thêm một lớp bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV. Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa S-300 vào Kharkiv. Thống đốc Kharkiv Ole Sinehubov cho biết quân đội Nga đã nhắm vào khu vực này tối ngày 10 tháng 1 bằng các tên lửa S-300. Một nhân chứng cho biết ông không nghe thấy cảnh báo không kích trước khi tên lửa bay tới. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Kharkiv chỉ cách biên giới Nga 30 km đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các cuộc không kích của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Litva hùng thứ Tư đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không. Quốc gia vùng Baltic này là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky nói tại Vilnius, hệ thống phòng không là thứ chúng tôi thiếu nhất. Cuộc chiến chống lại máy bay không người lái, tôi rất vui vì chúng tôi đã có thỏa thuận với Litva và nhiều đối tác khác. NATO cam kết viện trợ quân sự hàng tỷ euro cho Ukraine vào năm 2024. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 10 tháng 1 tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những gói viện trợ lớn về quân sự, kinh tế và nhân đạo. Trong một tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến, NATO cho biết các quốc gia thành viên đã vạch ra kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro năng lực bổ sung cho Ukraine vào năm 2024. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về việc chuyển giao khí tài mới và số tiền dành cho Ukraine không được tiết lộ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine bao gồm cả các cuộc tấn công bằng khí tài từ Triều Tiên và Iran. Khi Moscow tăng cường tấn công Ukraine, thì các đồng minh NATO tăng cường phòng không cho Ukraine. Lính dù Nga giành các vị trí của Ukraine trên hướng Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tấn công đường không của nước này đã giành được các vị trí của Ukraine gần Vepovoye theo hướng Zaporozhye. Trong quá trình trinh sát trên không, lính dù Nga đã phát hiện hỏa lực và tiền đồn kiểm soát của đối phương. Các mục tiêu này sau đó đã bị không kích và pháo kích, trích thông báo. Phòng không Nga bắn hạ máy bay không người lái ở Rostov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 1 thông báo, lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Rostov phía nam nước Nga. Trước đó, Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev cho biết máy bay không người lái bị bắn hạ trên khu vực Kamensky lúc nửa đêm, không có tổn thất về người nào được ghi nhận. Ngoài ra, các máy bay không người lái của Ukraine cũng bị bắn hạ ở Tula và Kaluga. Lực lượng Ukraine rút khỏi một số vị trí tiền tuyến ở Donetsk. Jan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nói với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng Ukraine đã từ bỏ một số vị trí gần Novo Mikhailovka và Kevivka thuộc Donetsk. Ông Gagin cho biết gần Novo Mikhailovka, đối phương đã rút lui khỏi hai khu vực cùng một lúc, một số vị trí cũng bị bỏ trống gần Kevivka. Đáng chú ý, một số đơn vị khí tài hàng nhẹ có cỡ nào khác nhau đã được tìm thấy tại một trong những cứ điểm bị bỏ lại của Ukraine. Theo ông Gagin, lực lượng Ukraine đã giảm tần suất sử dụng pháo binh trong khu vực và tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để tiết kiệm đạn pháo. Tình báo Anh, các cuộc tấn công của Ukraine và Crimea đã làm suy yếu phòng không Nga. Tình báo Anh cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine và các mục tiêu quân sự ở Crimea vào tuần trước rất có thể đã làm suy giảm năng lực tác chiến của hệ thống phòng không Nga trong khu vực. Trong bản cập nhật mới nhất về xung đột Nga-Ukraine, Tình báo Bộ Quốc phòng Anh hôm ngày 10 tháng 1 cho biết, các cuộc tập kích của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào mục tiêu quân sự Nga tại sân bay Saki và thành phố cảng Sevastopol hôm ngày 4 tháng 1 rất có thể đã làm suy yếu tầm bao phủ của hệ thống phòng không Nga ở Crimea. Theo tình báo Anh, để đáp trả, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng Ukraine vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 1. Các vụ nổ được ghi nhận ở nhiều thành phố khác nhau của Ukraine, trong đó bao gồm Kryvyi Rih và Zaporizhia. Các chuyên gia tình báo Anh nhận định quy mô phản ứng của Nga có thể cho thấy mức độ thành công của các vụ tấn công do lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất quân sự cũng như các sở chỉ huy của Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023. Đây được coi là hành động đáp trả của Moscow sau khi Kiev thực hiện một loạt các cuộc tập kích và tiên đồn quân sự của Nga tại Crimea. Được biết, tháng trước Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa nhằm vào hạm đội biển Anh của Nga tại cảng Feodosia, Crimea. Kết quả là một tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Robucha của Nga đã bị hư hại. Phương Tây đã khiến Ukraine mắc sai lầm đau đớn. Thủ tướng Slovakia Robert Fico viết trong một bài xã luận đăng ngày 9 tháng 1 rằng việc tài trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine là một sự lãng phí vô ích về mặt nhân lực và tiền bạc và sẽ chỉ khiến các nghĩa trang Ukraine chất đầy hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng mà thôi. Bài báo của ông Fico là một lời phản bác đối với tổng thống nước ông, người đã thúc giục ông gửi vũ khí đến Kiev. Sau chiến thắng bầu cử của lão Mình vào tháng 9, ông Fico ngay lập tức cắt viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine và tuyên bố sẽ ngăn chặn việc Kiev gia nhập NATO. Tuy nhiên, tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova đã kêu gọi Ukraine được cung cấp các phương tiện cần thiết để tự vệ, trong khi các học giả thân phương Tây ở Slovakia cáo buộc Fico có thể cảm với Điện Kremlin. Fico viết trên tờ Bravra của Slovakia như sau tôi sẽ không còn phải chịu sự mị dân, cấp tiến và cấp tiến ngu ngốc nữa. Thật sự sốc khi thấy phương Tây liên tục mắc sai lầm khi đánh giá tình hình ở Nga. Mặc dù đã bơm cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la và trừng phạt nền kinh tế Moscow, Nga hoàn toàn kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng về mặt quân sự. Ukraine không có khả năng thực hiện bất cứ cuộc phản công quân sự có ý nghĩa nào và nước này đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào các viện trợ tài chính từ phương Tây với những hậu quả không lường trước được đối với người Ukraine trong những năm tới. Ông giải thích vị trí của tổng thống Ukraine đang bị lung lay. Trong khi tổng thống Nga gia tăng và củng cố sự ủng hộ chính trị của ông ấy, ông Fico đánh giá, đồng thời chỉ ra rằng cả nền kinh tế Nga lẫn đồng tiền Nga đều không sụp đổ và các lệnh trừng phạt chống Nga làm gia tăng căng thẳng nội bộ. Fico dự đoán nếu phương Tây tiếp tục đi theo con đường mà Kaputova mong muốn, trong 2 hoặc 3 năm nữa, chúng tôi sẽ vẫn như hiện tại. Chỉ riêng EU có lẽ sẽ nhẹ hơn 50 tỷ euro và ở Ukraine, các nghĩa trang sẽ tràn nhập thêm hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng. Phe dân chủ xã hội Slovakia của FICO hiện lãnh đạo chính phủ Liên minh Ba Đảng, trong khi Kaputova là người đồng sáng lập Đảng Tiến bộ Slovakia. Vai trò tổng thống Kaputova chủ yếu mang tính chất nghi lễ và Fico tuyên bố trong bài xóa lệnh của mình rằng ông đang nôn nắm chờ đợi kết thúc nhiệm kỳ năm nay có thể tái tham gia chính trường quốc hội. Fico đã nhiều lần gọi Kaputova là đặc vụ Mỹ. Hãng thông tấn Sita của Slovakia đưa tin sau khi tham khảo ý kiến của Đại sứ quán Mỹ tại Bratislava vào mùa hè năm ngoái, Kaputova đã kiện Fico về những nhận xét này.